Ok, hello, xin chào tất cả các em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mày. Và ngày hôm nay thì khá là hè hờ. Ok, hôm qua Khải nghe Vân anh em, anh Max nghe Vân xong được cuốn vào Vân Long Kích đó. Nên là bây giờ thì Khải qua, Khải ra ông năm số kim. Mà cũng ok, có khá nhiều trả người trả 4 kim. Và ngày hôm nay thì Khải bán cho rồng vàng với giá 4 kim nha anh em. Nói chung bán 4 kim rồi cái gì có tiền bù thêm mua lệnh bài boss chơi anh em ơi. Đó, quá chóc anh em ơi. Anh em xem video đừng quên ủng hộ một like và chia sẻ nha anh em ơi. Video này thì bán kiếm ít kim để mua lệnh bài boss cho anh em xem nha. Nói chung là cũng vào lòng kết thôi. Ok. Bán cho lòng vàng 4 kim nha anh em. Đó. Chung là ông này không biết phá gì, như là thiếu lâm mà. Đúng không? Đúng rồi, thiếu lâm. Khải bán cũng mấy kiếp 4 kim ngon lành liền đó anh em. Với kiếp vòng lòng kết anh em, server này với kiếp vòng lòng kết cực kỳ hiếm nha anh em. Vòng lòng kết rồi đường bóng bom, mấy cuốn này cực kỳ hiếm. Rồi thôi mè luôn rồi. Đó, bây giờ thì Khải sẽ phép off video nha. Anh em xem video đừng quên cho một like nha anh em ơi.